busy means good luck, joy and prosperity. Chân là chúng ta cần thấy để qua và phó để chúng ta tránh cứ chia sẻ nát đó. À, ta chúng rong chúng ra, chúng ta sốc xa này chân thật. If you travel to China or Chinese-speaking countries, you see that during this period, a lot of people will wear red. Hai, bà sơn chân mưa đông nát tập cả lại, bà tên chân là kêu bộ rộng bắt khó lăng hông hông nâng, cực mà nuôi ta ngó, bệnh bè áo bộ và phó, chọc một hai ngá, kêu bên sử nát đó chân. So you see at the door homes, you will hang out a lot of red items and red signs. Chắc là dương ta là cạnh một nhà kia dương khơi thang nó đơn nó là trung bình nguyên tiền là bọn kia đã so trên nên bộ họ mới được mật trung bình. So at this time, a lot of Chinese will also go to the temple to pray to their ancestors. Chắc là nó bê đi thoát cái chung chân chân thì chẳng làm tàu là anh bọn chân nó bọn thế hay kia ăn được hát hay kia tổ tức thì chắc đã buông xuống hay chẳng là. Another practice is that parents will tell their children they can only say good things and blessings to one another. So any kind of bad words, any kind of curse cannot be said during this time. No, chỉ nên hát biết đây là, nó không nói được đâu cả. Châu tham chân nên rùa ông bơ, bài gì mong chân o. But as disciples of Christ, we have a reason to be joyful. Because we have Jesus Christ our Lord. Died for us, redeemed us, and promised us eternal life. So, as Christians, we have this joy, we have this promise in our Lord Jesus Christ every day. I don't need to wear red clothes or decorate my house with red things. Chẳng dơ trên tuyên bộ đặc sắc, mình trông phải áo bộ mà khó, mình trông bật lấy lòng kia để mà mình thang đây, phải làm gì? Giê-xu chưa dùng thang mặt lên. So, because we have Jesus, He has blessed us so much. Thì bố ơi, bên dưng chưa được về trên mặt trăng, He blesses us regardless of what we wear or what we decorate our house with. Amen. And saying good things and blessings to one another should be something that we practice every day. We don't have to wait for a certain festival or certain celebrations to practice that to one another. Also, another practice itself during Chinese New Year is gambling. Just that don't have a problem, but Robin sent them to the Rodan to Chanam Jet to the Anawat, we get to Ronnie Chen Tao and Lee to buy them along. When family members gather together, it is very common to see them gamble together. Just the pay that Trump rules have a chung trade and the chung net include that Trump rules have a book of white beer to put in the that room. They find this excuse to throw money and gamble away. Just cái trạm tam não tàu đầu gà đấy thì miền miền đọt ra trên trên là ót ba nhá, đặt lưới ba ấy, trong lưới ba thì mất cả ót nhiều đầu gà rồi. But we know, right? As Christians, we cannot gamble. Còn đây thì tân cho ba mẹ chơi chỉ khi mở ra, dương mình men vô, rồi biếp rung đâu rồi bỏ dương, tàu lưới tàu bay tàu bay bàn mình nấu đấy. Gambling reflects a very ungodly spirit. Yes.
Any celebrations is not an excuse for us to gamble. Mình phải tha ô ở đây thế chôn cho năm thứ mai mà bao lấy non lên từ lưng mà bay biết chôn cho năm biết ông mà bao thế bỏ để kêu bỏ chặt bỏ vô resign vô thì con đây bay như bao nhiêu này. It can lead to many problems with friends and family members. Many problems with our friends and family members. Chân con mong bao bao nhiêu thế thế cho ra được mà nó thành ca tam từ miền lo đó nó đẹp vừa vô nó sáng vừa nữa. So as a church, we address this and we avoid it completely. Đối với những ông viên thì chính thì bỏ làm sao chúng chắc là bỏ cả bia ra chắc là bị dây phải chia viên viên hỏi phần. Amen. Amen. Yes. Good. So that's it. Wow. Okay, there's another practice which you see very common is the lion dance and the dragon dance. I am unclear to be pointed at your time that you don't go to the mountain but not to jump down loop long sand. You have to suck me up. Does anyone know why during this time the Chinese will come out to celebrate Chinese New Year? This the lion dance itself is a tradition that's supposed to bring good luck. So say if I own a business or I have a shop. And my year was not good. I'm not making any money. Chắc mà sao chứ không chịu mẹ đây chúng nuôi mà mẹ hai nhà chúng nuôi nó bọc nhóc mắt sâu trong nào cả bàn bò của bạn đấy. I will invite the team and the light dance to come into my shop. Đầu tiên anh chúng đang thu nhà cả rong xi nó bọc trong nhẹ chỏi. Chắc đón về rồi đâu rồi sáng mốt trong nơi tuần chơi mong xài mốt ở đây luôn một chén nó thao tụ ở này. This is basically to chase away all the bad luck. Chắc bây giờ phê cho mình chơi mong xài máu bằng hai đồng tiền đây ha nhục bình đồng pi rương trồng rai trên 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 đẹp lòng. But let's look at the origin of lion dance. Còn đây sông mơ đồng pi robot đang robot mong xài thì còn sắp tao sẽ đi tao làm đi được bao The lion dance team basically comes from the Buddhist temple, and a lot of them who dance practice martial arts. Okay, chắc có tha mông sai nữa là tao bấm bố tao bấm nát tao chênh vì nét bó trọng bắt sạc sạc của bố tình hay cứ tao chênh vì trông mà nét cứ hạt quân. And their origin itself is from Buddhist religion. Chắc rồi biết nước mà vì nét bó trọng bắt tao mà sạc sạc của quân. And so during the Chinese New Year, a lot of owners, a lot of shop owners will invite the lion dance team into their business. Trong miền biên là quốc ca chủ quân xây thế, nó đau hơn vui chuyện đó phải chuyện chơi màu mà ai một mộng đẹp biên có thao ra đây như To dance and basically pray for good luck for the year. Trong ở kia mò ruộng sạch, tao mò ruộng hay mò ủ tư, buông xuống ở đẹp biên hoa. But there's a Chinese story behind why the lion dance came about. But then the lưu ra của quan tam cao thành cao trong non để sạch lưu nước ta, rồi biết là thân tao nó mở ruộng một nhánh cao thì tạo ra như vậy. So the legend has it is that there's this monster called Nian. The Chua Nian. Chắc là sát đồng mai nhân ta thì bỏ mang quan cho nam quốc cứ sát đồng mai trồn máu hay chua niên đồng trẻ tha hay chua hơi đi đấy niên nè niên so niên in Chinese basically means year chị nào chắc là à chua niên niên nè prai chỉ mà ra chân cứ chua nằm that's the name of the monster chắc niên chỉ chua về sát đồng mai nè And they believe that this monster lives in either the sea or the mountains. I can choose that such a blind and run them from some mud and run them learn no. Now this is a very old belief. It's a very old story. So every year during Chinese New Year, this monster, this Nian will come out from hiding. Don't you know? Riêng rồi chúng
sắc nâng chạm đâm trên một hàng khuôn màu tại mà đó cứ đi cả lại quay cả lại ngay chẳng mà You attack the people in the village and destroy the things that the farmer had planted. Sắc chạm lại chạm đâm một hàng khuôn hai mòn với một plan mà chưa một loạt nông phun tụng lạc ngay chẳng đâm But this monster here has weaknesses. Còn ta đẹp đó là sắc chạm lại chạm đâm miền nâng cứ miền là weakness Strength and weakness Cơ viên là trong lệnh sáu, nhưng trong lệnh phát lạc một sáng chân này, nhưng trong lệnh sáu. The fear of loud noises. Loud noise. Chắc là trong lệnh sáu thì sáng nâng cứ bên vị trên trong nông phúc cứ bị phát lạc xuống lên. The color red. Hai sáng là viên phát lạc của họ. And fire. Lên. Vì phát lạc lên. So the people in the village came and planned how to keep this monster near the way. And so what they did was they created firecrackers. You know firecrackers? Boom. And they also hit drums and they also hit plates to create loud noises. So today they roll four, they roll jam, bang, 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 bang. Which is why when the Chinese dance, when the Chinese do their Dai dance, there are drums and there are cymbals. So today they turn the plate like they some Dai and be mong sai, they mean score, bang, drum, drum, how they mean they turn, bang, bang, bang. And so this is a practice that they do every year to keep this monster near the gate. Which is why you always see the lion dance and the lion comes. But the Bible says nothing of these things. The Bible doesn't say anything of. But that, by doing the number of prayer, but two of our prayer, not being the day of when we are off yet, don't the time, Lord, from my own side, such as my thing, who is it, not being the day. We take hold of the Word of God and we believe all that is written in it. But you know, you murder from prayer, but two, like you add, and you chew, not away the prayer, but two, but chai. And we do not believe in all these practices or all these old stories. So while it can be fun to look at lion dance, we remember that all these are created by men and not by God. Can everyone understand so far? Good. Now, I'm coming to the end of this. The most important point during Chinese New Year is actually about family. And we know God loves family. So, whether you are in another country, or whether you are in another province, this will be the time where all family members come back together. It's a time when we reunion to strengthen and quality time together. And so, for me today, I would like to pray over all the families that are present here in the house of God. Now tonight, I want to ask the time, some rapture, the offering, the young time, the small drop, to win the car, to whom, one would pray to the chapter of the year. Shall we all stand? Some time for to win the car.